Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin hướng dẫn các bạn phối bát theo kiểu mới. Đây các bạn. Đây, kiểu mới này đang đang phối. Đấy. Phối lên keo hơi đẹp đấy các bạn. Đây là đang chưa lên keo đó, nó độ có độ đẹp như này rồi. Đấy. Còn phần bên này, cái bát này là bát nó bị long chân máy. Đấy, đang làm lại cho khách. Tiện này đang có cái mẫu mới. Cũng tiện hướng dẫn các bạn luôn. Đây các bạn ăn chỉ, đây là chỉ. Chỉ chia đôi. Một bên bên trong này nhiều, bên ngoài ít, bên ngoài nó có 3 vòng. Các bạn là đặt là rút chỉ màu luôn. Các bạn tính khoảng cách. Cách tương ứng nhau. Hải đang nhìn mắt thường, còn các bạn này đo khoảng cách là hợp lý, các bạn dùng thước kẹp kẹp hợp lý thì ok hơn, chưa quen thì là dùng thước kẹp, quen rồi thì không phải ứng chừng rồi được. Các bạn là giữ được cái đầu dây này cho nó không bị chạy thì chỉ quấn được mấy vòng thì nó không bị chạy nữa. Đang đang quay hơi vướng một chút. Vướng máy quay làm nó mất thời gian hơi lâu. Rồi, các bạn là cắt bỏ phần chỉ thừa này. Rồi, quấn một đoạn chỉ vàng này, chia bạn chia cái đoạn này nó đều đấy. Đoạn này với đoạn này nó tương đối nhau khoảng cách đấy. Khoảng cách hai đoạn này. Cái này thì cũng nhìn mắt thường đấy bạn. Bạn nào ấy quen thì đếm vòng, không nhìn mắt thường thì đếm vòng hoặc là thước cặp. Đấy bây giờ bạn tháo cái này ra đỡ vướng này. Cái này là cái để rút chỉ trang trí. Bạn tháo ra. Bạn không giữ thì lấy băng dính dính. Cứ lấy băng dính dính cho nó nhanh, đỡ mất thời gian phải giữ. Quấn đợi tí quấn nó tương ứng. Bên kia rồi khả năng chỉ tiếp phần xoắn bây giờ rồi. Đây, bây giờ đến phần rút chỉ. Bạn gặp để vào sau vậy. Bạn gấp này lên. Để thì các bạn rút khỏi để đặt quấn nhiều vòng quá thì các bạn rút nó sẽ chặt chặt chỉ quá, quấn vừa phải thôi. Gấp cái chỉ rút lên. Rồi bây giờ đến đoạn này thì các bạn xoắn như này, đấy tạo điểm nhấn. Xoắn thưa vừa phải, đấy, bạn nhìn nào. Cứ quấn.
bạn quấn vòng này, đấy các bạn quấn vòng lên, đấy sẽ có điểm nhấn luôn, các bạn nhìn này, điểm nhấn này rất hay. Kiểu này đang mới chế ra quay cho bạn. Thế là chế lâu rồi nhưng mà với có thời gian để với quay cho bạn. Vì vừa quay vừa làm nó mất thời gian lắm. Có thời gian để quay cho bạn xem. Bạn dàn đều cái bước xoắn của nó ra. Đây gọi là tạo bước xoắn. Bước xoắn cho chỉ. Đấy. Đấy, các bạn cứ tạo lần lượt như vậy. Bây giờ Hải đang sẽ tạo viền cái cạnh này cho các bạn. Bò này ra cho đỡ vướng này. Đấy. Gấp được rồi thì các bạn giá này tiếp. Đấy, giờ các bạn tạo viền viền ngoài. Cái này quấn có 3 vòng thôi, các bạn cứ quấn tí bạn quấn này sau. Đây Hải đang quay thì Hải đang sẽ quấn sau để cho bạn đỡ mất thời gian. Hải đang các bạn theo dõi thì Hải đang sẽ làm viền cạnh ngoài này luôn cho bạn theo dõi tiện. Đấy. Cho nhanh. Đỡ phải đỡ mất thời gian. Đấy. Rồi vậy thôi, chỉ viền vậy thôi các bạn. Đấy, vàng đen đỏ đủ màu. Đấy, xỏ qua. Tay giữ căng dây các bạn nhé. Rồi các bạn rút dây này. Đấy, rút ra. Bạn cắt đi. Rút. Rồi. Lấy lưu cho nó phẳng nó mịn. Bây giờ các bạn Hải đang sẽ làm cái này. Đấy, các bạn tở lại mấy vòng các bạn đang làm giờ. Hải đang làm giờ đây. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì mình làm trước làm sau cũng được mà. Đấy. Sẽ làm tiếp. Để tạo ra những cái điểm điểm nhấn như này đấy. Điểm cải điểm cái đoạn xoắn như này vậy. Cái bước xoắn của nó. Các bạn sao nó trùng nấm trước là được đấy. Những cái nấm trước này, nấm quả vòng trước các bạn nhìn này đấy. Những cái vòng ở trước nó tạo càng trùng nhau thì nó sẽ dài ra, nó tạo thành một cái vệt dài ra, nó rất đẹp. Đấy. Các bạn nhìn này, đấy, hai nấm nó trùng nhau này, đấy, các bạn nhìn nó trùng nhau thế này thì nó sẽ đẹp, nó sẽ dài dần ra như vậy. Đấy. Hai nấm này trùng nhau, đấy. Thì nó sẽ tạo một cái đường chéo đỏ đấy, dài chéo lên trên này. Đấy. Đấy, một đường chéo đỏ dài chéo chéo lên rất đẹp. Đấy, vừa rồi Hải đang fixing đây hướng dẫn các bạn tạo điểm nhấn cho chỉ bát gà máy. Hải đang fixing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải đang fixing.